Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều hoạt động vui chơi giải trí dịp hè của trẻ em không thể diễn ra do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thì việc tạo lập những sân chơi cho trẻ ngay tại gia đình là vấn đề đặt ra. Tuy nhiên, điều này rất cần sự quan tâm của các bậc phụ huynh trong việc đồng hành cùng với trẻ em, để các em có những ngày hè bổ ích giữa mùa dịch. Những ngày ở nhà phòng chống dịch của gia đình chị Nguyệt Ánh, quận Sơn Trà, Đà Nẵng vẫn diễn ra với nếp sinh hoạt thường nhật. Buổi sáng, chị dành khoảng 30 phút cùng học với bé gái sắp bước vào lớp 2. Sau đó, chị sẽ dạy con những kỹ năng sống gần gũi với bé trong nề nếp sinh hoạt gia đình. Con học xong thì xuống bếp giúp mẹ nấu cơm, rửa chén, lau nhà, quét nhà. Con thường thường cũng tưới cây nữa ạ. Trong thời gian nghỉ dịch ở nhà phòng chống Covid, thì để đảm bảo sức khỏe thì cả nhà tôi cũng xây dựng một kế hoạch trong một ngày. Ngoài việc học ra thì tôi sẽ hướng dẫn cho các cháu một số các kỹ năng như là bơm vá xe đạp này, tưới cây. Đối với cậu con trai lớp 7, chị Nguyệt hướng dẫn con cách sử dụng Internet an toàn, nhất là định hướng cho con các trang có nội dung hướng dẫn kỹ năng sống. Dần dà, việc tìm hiểu các nội dung bổ ích phù hợp với lứa tuổi trên không gian mạng đã trở thành niềm vui của các con trong những ngày ở nhà phòng chống dịch. Vào ngày hè thời gian rảnh thì con thường hay học bài, chơi đá bóng và thỉnh thoảng thì con cũng lên mấy cái trang kỹ năng sống để xem và học tập. Nhằm triển khai hoạt động hỗ trợ giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng hình thức trực quan, sinh động, thời gian qua, Thành đoàn Đà Nẵng cũng đã và đang triển khai chuyên mục Chuyện mỗi tuần trên trang fanpage Thiếu nhi Đà Nẵng và Tuổi trẻ Đà Nẵng, cũng như trang mạng xã hội chính thức của quận, huyện đoàn, hội đồng đội các quận, huyện. Chuyên mục được thực hiện dưới dạng infographic với nội dung phong phú, tập trung vào phát triển kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi. Có 16 chuyên đề được đăng tải hàng tuần vào thứ Năm. Những cái chuyên đề này rất là cần thiết, hữu ích cho trẻ. Ví dụ như là sử dụng điện thoại di động một cách thông minh, hay là làm việc nhóm, hay là kỹ năng đọc sách. Những cái kỹ năng này sẽ trang bị cho trẻ những cái kiến thức cần thiết để trẻ tự bảo vệ mình và có những cái kỹ năng để an toàn trong mùa dịch. Tăng cường các sân chơi trực tuyến, các kênh tương tác bổ ích với thanh thiếu nhi trong dịp hè, đồng hành với thiếu nhi trong phát triển tâm sinh lý là vấn đề đang được thành đoàn, hội đồng đội thành phố quan tâm. Tuy nhiên, để các sân chơi hoạt động này thực sự hiệu quả vẫn rất cần sự quan tâm, định hướng của các bậc phụ huynh nhằm cùng góp phần chung tay xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh cho trẻ em trong mùa dịch.